Giữa muôn vàn những lời chúc mừng động viên từ sau việc dành cho Khánh Vân thì status mới đây của Minh Tú bất ngờ lại vướng tranh cãi. Chuyện là, Minh Tú đã đăng hẳn một bài viết khá dài, phân tích cả chim tinh học và còn nhắn nhủ sẽ truyền may mắn cho Khánh Vân trước thềm chung kết Miss Universe 2020. Nguyên văn lời nhắn của Minh Tú như sau, chúc mừng em Nguyễn Trần Khánh Vân. Đã cái nư, ưng cái bụng ghê trời. Đẹp, năng lượng và tươi trẻ lắm Vân nha chúc em giữ vững tinh thần và thật tỏa sáng đêm chung kết. À bé, em sinh năm 95, sơn đầu hỏa, chị sinh năm 91, lộ bàn thổ, hợp mạng với chị. Tối trước ngày thi chung kết chị truyền may mắn cho nha. Cái gì cái mình cũng phải tin phong thủy em nha. Bài đăng cổ Vũ Khánh Vân bất ngờ gây tranh cãi của Minh Tú. Minh Tú mong muốn truyền may mắn cho Khánh Vân trước thềm chung kết Miss Universe 2020 vì cả hai hợp mệnh với nhau. Ngay lập tức, bài đăng của Minh Tú đã lọt vào tầm ngắm của các thánh soi VBIS vì chi tiết chuyện may mắn cho đàn em vì hợp mệnh trước thềm chung kết Miss Universe 2020. Theo đó, nhiều người cho rằng Minh Tú đang có phần ảo tưởng sức mạnh khi viết ra những lời này. Thậm chí, một số khán giả còn khơi lại chuyện Minh Tú chỉ dừng chân ở top 10 Miss Supernational 2018 để mỉa mai cô nàng. Nettiren tranh cãi về status của Minh Tú một số ý kiến tranh cãi của cộng đồng mạng như sau. Minh Tú ảo tưởng sức mạnh quá, sao đòi truyền may mắn cho Khánh Vân vậy mọi người? Tuy là Phan Minh Tú, nhưng đừng truyền may mắn chị ơi, truyền là gia trùng gà. Minh Tú giỡn mà, bây giờ Vân tốt 5 là tốt 5, tốt 10 là tốt 10 sao tự nhiên chửi bả. Ủa chứ trị tính truyền cái gì, truyền tốt 10 hoa hậu hả chị ơi? Người ta cũng là á quân Asianet tốt mô được mời hỗ trợ thí sinh ở mùa sau cũng là người việt có thành tích tốt nhất trong cuộc thi này không thích thì vẫn nên tôn trọng họ tuy nhiên có vẻ như dân tình đang bị khắt khe và suy diễn ý tốt của minh tú bởi thực tế nàng siêu mẫu này chỉ đơn giản đang muốn truyền những năng lượng tích cực và may mắn cho khánh vân vì cả hai hợp mệnh theo phong thủy thôi mà với sự thể hiện ấn tượng của khánh vân cô nàng xứng đáng nhận được những lời chúc lời động viên và cổ vũ từ tất cả mọi người một trong số đó là minh tú tất cả đều mong Khánh Vân sẽ may mắn và đạt thứ hạng cao tại đấu trường sắc đẹp thế giới. Minh Tú là đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế Hoa hậu siêu quốc gia 2018 và lọt vào top 10 Trung cuộc, đồng thời đoạt vương miện danh hiệu giải phụ Miss Supernational Asia 2018 cùng các giải phụ khác. Ảnh, sưu tầm, Facebook nhân vật.